Chào mừng các bạn đến với máy in Vũ Gia. Đây là con máy in đa chức năng của hãng Brother, model là DCP-B7535DW. Máy này có chức năng là in, copy, scan, in hai mặt, tự động copy hai mặt, kết nối wifi, in từ máy tính và điện thoại, rất là tiện lợi. Trước đó thì mình cũng đã có một cái video hướng dẫn cách kết nối wifi và cài đặt để in qua wifi từ máy tính và điện thoại. Nhưng video đó thì mình hướng dẫn cách cài đặt mà tự động máy máy tính và điện thoại nó thấy được cái máy in. Nhưng có một số máy tính và điện thoại á, khi các bạn cài tự động nó sẽ không thấy được cái máy in nó hiện lên, bắt buộc các bạn phải cài thủ công. Thì ở trong video đó thì mình chưa có hướng dẫn cách cài thủ công. Vậy nên có bạn cũng làm theo nhưng mà bạn ấy không làm được bằng cách tự động á, nên là bạn hỏi mình là giờ cài thủ công làm sao anh. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối wifi cho máy in và cách cài đặt tự động và cài đặt thủ công cho điện thoại di động, vì bây giờ đa số các bạn sử dụng điện thoại để in rất là nhiều. Còn máy tính thì thôi, video này mình bỏ qua, mình sẽ chỉ có giới thiệu hướng dẫn cho điện thoại nha các bạn nhé. Cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh của mình ấy. Thì cũng có nhiều bạn phản hồi rồi cũng có yêu cầu mình làm video này nọ, nhưng mà mình cũng rất là cảm ơn các bạn đã phản hồi và cũng những cái video của mình cũng đã mang lại những giá trị cho các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn cũng có yêu cầu mình làm các cái video này nọ, nhưng mình cũng xin lỗi là có những cái video thì mình không thể làm được vì nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, có thể có những cái lỗi mà vượt quá khả năng của mình chưa biết, và cũng có nhiều cái trường hợp là máy mình không có thì mình cũng không thể quay được. Vậy nên cái gì mình có khả năng mình làm được thì mình sẽ cố gắng mình làm để gửi tới các bạn. Ví dụ như mình mượn được máy, hoặc là mình biết được cái lỗi đó, hoặc là mình có máy sẵn gì đó thì mình sẽ cố gắng mình quay để gửi tới các bạn nhé. Còn các bạn cũng đừng buồn, cái gì mà mình không đáp ứng được hoặc là những cái lỗi các bạn yêu cầu mà mình không có giúp các bạn được ấy, thì các bạn cũng thông cảm cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hy vọng là các bạn luôn theo dõi kênh của mình và ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like khi mình ra video mới và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video bên mình chia sẻ thường xuyên trên kênh YouTube Máy In Vũ Gia. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn các bạn cách kết nối wifi và cài đặt in qua wifi cho điện thoại và iPad. Nhưng iPad và điện thoại nó cũng giống nhau thôi, cách kết nối cài đặt như nhau. Rồi, ở đây mình máy in mình đã bật máy điện sẵn rồi. Để kết nối wifi ấy, thì đầu tiên cái này là mình hướng dẫn các bạn cách là một cái máy mới mang về và các bạn kết nối đầu tiên nhé. Kết nối lần đầu nhé. Hiện tại wifi thì nó chưa được kết nối này, nên đèn nó chớp chớp, các bạn thấy không? Đó, nó chớp chớp như vậy là chứng tỏ là wifi chưa được kết nối. Đầu tiên trước khi cài thì các bạn làm cho mình một công việc, đó là các bạn reset lại cái mạng. Vì mình không biết được rằng trước đó khi các bạn mua một cái máy mới tinh á, thì khi xuất xưởng nhà sản xuất nó để IP ở chế độ là IP động. Nhưng cái máy này là máy cũ thì đôi khi có những người trước đó người ta xài, người ta có thể chuyển qua chế độ IP gì đó không biết. Vậy nên việc đầu tiên các bạn phải làm đó là reset lại cái mạng để nó trở về mặc định của nhà sản xuất cho đúng chuẩn thì các bạn mới cài được nha. Để reset mạng thì các bạn làm như sau. Nhấp phím menu, nhấp mũi tên xuống. Tới mục số 4, Network, OK. Nhấp mũi tên xuống. Tới mục số 0, Network, Reset, OK. Nhấp phím mũi tên lên để reset. Nhấp mũi tên lên, chọn Z. Các bạn chờ xíu để máy nó khởi động lại. Máy in đang khởi động lại. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối wifi trực tiếp từ máy in, không cần máy tính. Để kết nối wifi, các bạn làm như sau. Ấn menu, nhấp mũi tên xuống, tới mục số 4, Network, OK. Nhấp mũi tên xuống, mục số 2, VLOOP LAN, nhấp OK. Nhấp mũi tên xuống, mục số 2, Setup Wizard, nhấp OK. Nhấp mũi tên lên, chọn On để kích hoạt wifi. Máy in nó đang tìm tất cả những cái sóng wifi nào gần đây. Các bạn có thể ấn mũi tên lên hoặc xuống để tìm cái wifi nhà các bạn. Các bạn chú ý nhé, nhà các bạn đôi khi rất là nhiều cục wifi thì các bạn phải chọn cái wifi nào các bạn sử dụng chủ đạo để các bạn in ấy. Chứ đôi khi các bạn chọn đại mấy wifi nhưng mà đôi khi các bạn lại không sử dụng chính cái file wifi đó, nên lúc các bạn sẽ dẫn đến cái việc các bạn in ấn rất là phức tạp, đôi khi các bạn in không được vì các bạn không phải cái wifi mà các bạn dùng thường xuyên mà, nên các bạn phải chọn cho mình cái wifi nào này, cái wifi chính mà các bạn dùng thường xuyên, các bạn cài cái máy in vào wifi đó. Ở đây, wifi nhà mình là MyAnh, mình sẽ chọn MyAnh, nhấp OK.
mật khẩu. Các bạn dùng mũi tên lên và xuống để nhập mật khẩu nhé. Mật khẩu thì các bạn dùng số 0 ấy thì nó dễ hơn. Chứ các bạn mà dùng những cái ký tự đặc biệt ấy thì nhập nó rất là lâu đấy các bạn nhé. Vậy nên mình khuyên các bạn đặt mật khẩu Wi-Fi các bạn đặt số thôi. Hoặc là kèm theo những cái ký tự đầu tiên như ABC gì gì đó ấy, thì nó nhập nó nhanh. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng mũi tên để mình nhập mật khẩu nhà mình là Mai Anh 123. Mình sẽ nhập vô. Bắt đầu bây giờ thì mình tìm chữ M này. Đó, chữ M. Các bạn nhấp OK để xác nhận. Rồi, nó nhảy qua một cái ký tự mới. Các bạn nhập tiếp chữ A. Đó, chữ A. Rồi, nhấp OK. Các bạn cứ làm như vậy khi nào xong thì thôi. Rồi, mình đã nhập xong mật khẩu là mã 123. Các bạn nhấp OK cho mình một lần. Rồi, nhấp thêm lần nữa. Rồi, nhấp mũi tên lên để chọn Z. Nó đang thực hiện kết nối máy in với cục phát Wi-Fi. Các bạn nhấp OK, nếu có nhấp OK các bạn nhấp OK. Rồi, xong. Khi các bạn kết nối Wi-Fi thành công thì cái đèn Wi-Fi này nó sẽ sáng luôn, nó không còn chớp nữa. Rồi, các bạn có thể ấn cái nút stop để quay trở lại màn hình chính. Như vậy là các bạn đã kết nối Wi-Fi máy in với cục phát Wi-Fi thành công rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái điện thoại. Các bạn chú ý nhé, điện thoại hay là iPad thì nó cũng giống nhau thôi các bạn ạ. Nó chỉ khác nhau to với nhỏ thôi. Thậm chí iPhone cũng thế luôn. iPhone hay là Android thì đối với dòng Brother này cách cài đặt như nhau hết các bạn nhé. Các bạn đang xài iPhone hay là các bạn xài iPad hay là các bạn xài điện thoại hệ điều hành Android như mình đây thì thao tác cài đặt như nhau. Đầu tiên cái điện thoại các bạn là phải truy cập chung với cái Wi-Fi mà cái máy in đang truy cập. Rồi, tiếp theo các bạn mở cho mình cái CH Play. Còn trên iPhone thì các bạn truy cập vào cái App Store gì đó. Các bạn mở lên. Các bạn gõ cho mình cái chữ Brother để các bạn tìm cái ứng dụng Brother. Đây. Đây cái chữ Brother đấy các bạn này, các bạn gõ cho mình cái chữ là Brother. Cái hãng Brother đấy các bạn. Các bạn để ý cho mình cái biểu tượng đây này. iPhone hay là Android. Tay cẩn thận, tay mình nhấp linh tinh. iPhone hay là Android thì nó đều có biểu tượng này hết các bạn nhé. Các bạn chọn đúng cái biểu tượng Brother như vậy, các bạn cài. Nhấp vô cài đặt. Các bạn chờ cho nó cài đặt xong. Rồi, phần mềm Brother đã được cài đặt xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ thoát hết tất cả ra các bạn. Mình thoát hết luôn. Rồi, các bạn mở cho mình. Nó sẽ hiện một cái icon ở ngoài giao diện của điện thoại đây này. Cái icon có chữ là Brother and Ken các bạn này. Đó, cái biểu tượng đó. Các bạn nhấp vô để mở lên. Các bạn đồng ý với tất cả các điều khoản gì nó đưa ra nhé. Các bạn không được từ chối các bạn nhé. Các bạn cho phép hết. Các bạn từ chối là các bạn không in được đâu. Các bạn kéo hết lên. Đó, các bạn kéo hết lên thì chữ có nó mới hiện lên. Các bạn nhấp rồi có. Nói chung là những quy định điều khoản đấy mà. Cái bước này nó kêu là mình chọn máy in sau hay chọn ngay thì mình sẽ chọn sau. Mục đích để mình giới thiệu với các bạn sơ sơ một xíu. Đây là cái giao diện chính của cái phần mềm Brother ở trên điện thoại Android. Thì trên iPhone nó cũng vậy thôi và trên iPad hay gì đó nó cũng vậy. Để cài đặt máy in thì các bạn làm như sau. Các bạn chọn vào cái cho mình cái mục mà chưa chọn thiết bị nào đây này, nhấp vô. Rồi. Các bạn chọn cho mình là các máy kết nối với mạng của bạn, các bạn chọn vô. Ở đây là chế độ tự động, nó sẽ tìm trong cái mạng Wi-Fi đó có những cái máy in Brother nào đang được kết nối ấy, thì cho nó sẽ lấy về nó đưa vào đây. Đây gọi là chế độ tự động. Có những máy ấy, thì nó sẽ tự động nó hiện lên cái máy in của mình trên đây. Nhưng có nhiều cái điện thoại nó sẽ không tự động nó hiện lên đây. Bây giờ các bạn chờ một xíu để xem nó có hiện lên không nhé. Nói chung là hiện hay không hiện thì mình cũng sẽ chỉ các bạn hai cách luôn. Đây là cách tự động. Rồi sau đó mình sẽ chỉ các bạn cách cài thủ công. Mình vẫn thích làm thủ công hơn các bạn. Vì khi mình làm thủ công thì mình sẽ chủ động, mình hiểu được máy. Mình làm nó nhanh hơn. Chứ để cho nó tự động nó tìm kiếm có thể rất là lâu. Và nó không tìm kiếm được thì sao? Đó như bây giờ là rất là lâu các bạn này. Nhiều lúc là khoảng cỡ tầm 1-2 giây nó lên luôn. Và thậm chí có nhiều lúc thì đấy, đây là khoảng cỡ tầm 30 giây là tự động hiện lên. Đó. Như vậy, các bạn chỉ cần chọn cái máy in là cái là xong thôi, là tự động nó lấy về thôi. Nhưng có nhiều cái chiếc điện thoại và có nhiều chiếc iPad là nó cái quá trình này nó không hiện được cái máy in này lên các bạn. Thôi mình đỡ tay mình chọn mất rồi. Rồi không sao. Đấy, đấy là coi như là mình đã cài đặt được tự động rồi các bạn nhé. Cái website này hiện ra nó quảng cáo thôi, các bạn cứ việc thoát nó ra. Đây. Khi các bạn cài đặt xong thì ở góc dưới này nó sẽ hiện tên cái máy in của các bạn lên. Như vậy, đó là các bạn đang cài chế độ là tự động.
đối với cái việc máy các bạn nhận tự động được thì các bạn sẽ cài như vậy. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài thủ công. Cài thủ công thì bây giờ các bạn cũng nhấp vào đây. Cho dù các bạn nhìn chung là máy của mình nó cài tự động được rồi, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài thủ công nữa nha. Các bạn nhấp lại vào cái phần này cho mình. Rồi, tiếp tục các bạn nhấp vào cái phần trên này cho mình. Đến cái phần này ấy, thì mình sẽ không để nó chờ, mình sẽ không chờ nó tìm kiếm máy in nữa. Mình coi như là nó tìm không được đi. Các bạn cài thủ công cho mình bằng cách các bạn nhấp vào cái cài thủ công trên này này. Cái điện thoại nó sẽ yêu cầu mình nhập cái địa chỉ IP của cái máy in vô. Thì cái địa chỉ IP này các bạn lấy ở đâu? Các bạn quay trở lại cái máy in cho mình. Để lấy địa chỉ IP của cái máy in này á, thì các bạn làm như sau. Các bạn nhấn vào phím menu. Rồi, các bạn nhấp mũi tên xuống tới cái mục Network. Ok, nhấp mũi tên xuống mục WAN LAN. Ok. Rồi, tiếp theo cái mục TCP IP. Các bạn nhấp ok. Các bạn nhấp mũi tên xuống cái mục số 2 IP ạch vẹt, các bạn nhấp ok. Ở đây nó sẽ hiện lên cho bạn, các bạn thấy được cái IP mà cái modem wifi nhà mình nó cấp cho cái máy in này. 192.168.1.7. Các bạn chú ý nhé, tất cả những số 0 ở đầu các bạn bỏ nhé. Số 0 ở đầu các bạn bỏ nhé. Ví dụ đây 001 tính là 1 thôi, 007 tính là 7 thôi. Số 0 đằng sau thì mình tính, nhưng mà số 0 ở đứng đầu là mình bỏ. Đối với địa chỉ IP nó quy định như vậy các bạn ạ. Đối với máy nhà các bạn, mạng nhà các bạn thì cái số này có thể sẽ là số khác, không phải như vậy đâu. Vì ở mỗi một mạng nó sẽ cấp một cái số khác nhau. Nhưng ở đây là cái modem nhà mình nó cấp cho cái máy in này cái số như vậy, thì mình sẽ dùng cái số này để cài đặt cho cái điện thoại của mình. Các bạn chú ý nha, chứ không phải các bạn dùng cái số của mình đây để cài cho cái máy nhà các bạn đâu. Rồi, 192.168.1.7. Mình sẽ gõ cái địa chỉ IP vào đây. 192.168.1.7. Các bạn thấy không? Chỉ cần khi các bạn gõ xong IP một cái thôi là tự động cái máy in nó hiện lên liền, nó không cần phải chờ quá trình tìm kiếm đâu. Rất là nhanh các bạn thấy không? Khi các bạn biết cách cài thủ công là các bạn sẽ làm chủ cái máy được tốt hơn. Rồi, các bạn chỉ được chọn cái máy in nó thôi là được. Rồi xong. Mấy cái này nó cái cập nhật firmware gì đó các bạn cứ tắt đi cho mình đi, không quan tâm làm gì nữa này. Rồi, các bạn đã cài xong rồi, các bạn thoát hết ra cho mình. Bây giờ mình sẽ mở thử một cái file nào đây mình in thử nhé. Ở đây mình tìm xem mình có cái file PDF nào không, tài liệu xem nào. Đây, mình có cái file tài liệu. Mình sẽ mở lên. Ở đây, mình cũng chỉ các bạn cách in luôn. Ví dụ các bạn đang có cái file PDF đây này, các bạn muốn mở lên này, các bạn nhấp vô mở này. Thay vì các bạn phải mở, các bạn chọn cái công cụ đọc file PDF để các bạn mở lên, thì các bạn mở thẳng luôn cái phần mềm iPrint Scan cho mình luôn. Để nó truy cập thẳng luôn vào cái máy in luôn, đỡ các bạn phải mất thời gian các bạn đi lòng vòng mở lên xem xong rồi bắt đầu nấp vào in rồi chọn máy in, mất thời gian các bạn. Các bạn mở thẳng luôn vào cái phần máy in cho mình. Bình thường bây giờ các bạn nhấp vào in ấy, thì nó in ra luôn đấy, nhưng nó chỉ in một mặt thôi. Để in hai mặt đấy, các bạn nhấp vô cái biểu tượng bánh răng đây này. Rồi, các bạn để ý không? Chức năng hai mặt nó đang ở chế độ tắt. Các bạn nhấp vô. Các bạn đây nó có hai chế độ là lật theo cạnh dài hoặc là theo cạnh ngắn. Nếu có văn bản của các bạn chiều đứng thì các bạn chọn là theo cạnh dài. Còn nếu văn bản của các bạn mà nằm ngang thì các bạn lật theo cạnh ngắn. Đó, thế thôi. Rồi, bản sao? Copy thành bao nhiêu bản đấy các bạn? Nhưng thôi mình để một bản thôi, mình in thử cho các bạn coi thôi. Các bạn quay trở lại. Nó đang xử lý lại cái văn bản. Ở đây mình có 3 trang, các bạn muốn in trang nào thì các bạn đã đánh dấu vào trang đó. Ví dụ đây cái trang này có một chữ thôi, có một hàng chữ thôi, mình bỏ qua. Mình in thử hai cái trang kia thôi. Xong, các bạn nhấp vào in. Nhìn chung là in hình cũng thế các bạn. In hình thì các bạn cũng mở hình lên rồi các bạn nhấp vô chọn cái máy in border thôi, là nó in ra thôi. Máy đang in ra các bạn. Mình đang in hai mặt á. Và mình cũng đang tận dụng cái giấy in một mặt. Cái hộp mực này nó đang bị nem các bạn nhé, mình phải nói trước các bạn, hộp mực này hộp mực đang bị nem vì hộp mực này mình chưa có làm đấy, mình đang dùng một giấy nháp các bạn, cái hộp mực nó bị nem mực này. Vì video này mục đích là mình quay hướng dẫn các bạn cách cài đặt thôi chứ mình không phải là mình dọn máy. Ở đây mình phải nói trước là hộp mực mình đang bị nem mực, mình chưa thay room và chưa đổ mực đó. Đấy là in ra, đây là thông tin liên hệ bên mình, các bạn cần thì tham khảo. Vậy là nãy giờ mình đã hướng dẫn các bạn cách kết nối Wi-Fi và cài đặt in qua Wi-Fi từ điện thoại di động, cài đặt bằng chế độ in tự động, cài đặt bằng cách tự động và cũng như là cài đặt bằng cách nhập thủ công, nhập IP thủ công.
Các bạn xem video thì thấy hữu ích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video bên mình chia sẻ thường xuyên trên kênh YouTube Máy In Vũ Gia. Cảm ơn các bạn rất nhiều, rất mong được sự ủng hộ của các bạn để kênh của mình phát triển được tốt hơn. Chào các bạn.